Ok, anh chào các bạn, tên mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Cơ Việt Nam. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho những anh chị nào muốn join nhóm Chơi Cơ Việt Nam, những nhóm kín Chơi Cơ Việt Nam thì cần phải tạo tài khoản link rep dưới Binance ha. Thì mình sẽ hướng dẫn nốt cho những người mới tham gia chơi trong thị trường này luôn. Các bạn cần để làm những bước thao tác như sau. Đầu tiên là tạo tài khoản dưới rep Chơi Cơ Việt Nam và inbox cho bên mình và điền form vào thì các bạn sẽ được add vào nhóm kín. Trong đấy thì bên mình sẽ chia sẻ những cái kèo nhân tài sản rất là nhanh và chăm sóc rất đặc biệt để các bạn nhân tài sản nhanh nhất. Nên các bạn hãy làm theo hướng dẫn nhé. Thì trên màn hình máy tính đây thì đây là cái bài hướng dẫn để các bạn để vào cái nhóm Premium bên mình. Các bạn hãy bấm vào cái link rep trên này này. Và sau khi tạo tài khoản thành công thì các bạn sẽ điền cái form theo hướng dẫn đây và inbox cho cái bạn anh Chơi Cơ Việt Nam ở trên cái màn hình này thì họ sẽ add cho bạn vào nhóm bên mình ha để chăm sóc. Đây là hệ cái quy trình của bên mình như vậy ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản nhé. Tạo tài khoản thì các bạn đơn giản thôi, ấn vào cái link đấy, sẽ các bạn kiểm tra xem đúng cái đường link rep bên mình hay không nhé. Sau đấy điền mail và pass vào đây, sau ấn create account là tạo tài khoản xong. Khi tạo tài khoản xong rồi thì các bạn sẽ ấn login ha. Login thì các bạn nhập mail và pass, ấn login vào là xong. Đây thì mình đã tạo tài khoản xong rồi, cho nên mình không tạo tài khoản lần nữa. Mình sẽ hướng dẫn bạn luôn trực tiếp trên tài khoản của mình luôn nhé. Rồi ok, đây. Không phải tài khoản này, đây. Đây là tài khoản mình đã đăng nhập trên sẵn ở trên này rồi. Khi đăng nhập vào thì mình khuyên các bạn là mới, nếu tài khoản mới thì các bạn nên bật bảo mật. Bật bảo mật thì như sau, các bạn vào ở cái phần chỉ vào cái phần hình người này, có chữ bảo mật đấy ha. Đây thì mình khuyên các bạn cần bật hai cái bảo mật quan trọng nhất, đó chính là bảo mật về áo thi. Thì các bạn tải cái áo thi màu đỏ ở trên App Store hoặc là Google Search Play thì các bạn cài vào. Thứ hai là bật cái Accepted SMS. Thì ở đây mình chưa bật là vì tài khoản phụ mình thôi, không phải tài khoản chính, cho nên mình không bật SMS ở đây, nên là phiền. Ok ha. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn dùng tài khoản chính luôn thì các bạn nên bật SMS nhé, để giao dịch P2P ha. Khi các bạn mà KYC xong rồi thì các bạn nên cài luôn cái P2P ở đây, là vào phần mục P2P này, cài đặt cái vấn đề cái tài khoản của các bạn luôn. Là các bạn xem hướng dẫn đây luôn nhé, trên này là có hướng dẫn nên xem ở đây cho dễ hiểu. Các bạn cài cái bank các bạn vào đây và các bạn sẽ mua bán trực tiếp trên này nhanh hơn. Mọi cái chi tiết mà để mua bán trên này hướng dẫn như thế nào thì có video hướng dẫn đây rồi, đỡ phải mình nói lại ha. Tiếp là mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phần đơn giản, ví dụ như các bạn đã có tài khoản ở nơi khác rồi, bây giờ muốn khi tạo tài khoản bên mình thì KYC thông tin cũ thì không KYC được, thì các bạn cần làm như nào, thì mình sẽ chỉ các bạn những bước đơn giản để các bạn xóa cái tài khoản cũ kia đi nha. Ví dụ như là bạn đăng nhập cái tài khoản cũ của bạn này, mà các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ chuyển hết toàn bộ cái tài khoản tài sản ở trên tài khoản cũ sang tài khoản mới, và các bạn mới tạo dưới link Chơi Cơ Việt Nam. Thì các bạn vào cái phần về ví này, sau đấy vào phần Fiat và Support ha. Và Fiat Support thì các bạn sau khi vào thì các bạn nhập cái coin mà các bạn muốn nạp. Ví dụ như các bạn đang có con Bim này chẳng hạn đi, các bạn muốn rút đây tài khoản cũ các bạn, muốn rút tài khoản mới bấm rút tiền. Sang bên tài khoản mới kia copy địa chỉ ví, copy địa chỉ ví của cái con Bim đấy dán vào đây, sau đó chọn mạng lưới rút đi là được. Các bạn yên tâm về vấn đề là chuyển coin ở trong Binance cùng hệ thống thì không hề mất phí, cho nên các bạn cứ rút thoải mái nhé, không mất phí đâu. Cái phí mà hiển thị nó chỉ là cái phí, nó sẽ không trừ các bạn đâu, vì hai tài khoản Binance chuyển cho nhau không mất phí ha. Đó, rút đơn giản như vậy thôi. Còn nạp, còn các bạn muốn lấy ví để nạp thì bấm chữ nạp này, đây có cái ví nạp ở đây ha. Đấy, bất cứ con nào cũng có hết, Bitcoin cũng có ví ở đây này. Đó, nền tảng đủ các loại. Các bạn nhớ là cho mình là các bạn rút con nào ở trên nền tảng nào thì cùng nền tảng đấy nhé. Ví dụ như các bạn gửi BSC hay gửi ERC20 thì phải cùng nạp ví bên nào thì gửi ví y chang như vậy nhé. Phải cùng hệ thống định dạng nhé. Rồi ha, đó là vấn đề về nạp rút. Và khi mà bạn nạp rút thành công rồi thì các bạn xóa tài khoản cũ như thế nào thì mình chỉ các bạn luôn này. Để xóa tài khoản cũ thì các bạn làm cho mình thao tác như sau. Vẫn vào cái mặt cười, mặt hình người đây, đây. Ấn vào cái phần đây cho mình ha. Ấn nhá, ấn mũi tên lên cho mình ha. Đấy. Sau đây kéo xuống dưới giúp mình này. Kéo xuống giúp mình nhá. Đó, dưới cùng này. Ở đây có cái chữ vô hiệu hóa tài khoản. Các bạn bấm vào giúp mình nhá. Thì bên cạnh có chữ vô hiệu hóa tài khoản thì phía dưới có chữ xóa tài khoản. Nhớ là cái phần xóa tài khoản này nó chỉ hiển thị khi các bạn đăng nhập trên website máy tính, chứ nó không hiển thị trên app. Cho nên nếu các bạn nào dùng app điện thoại mà tìm thì chữ xóa tài khoản này sẽ không có đâu, đúng không ạ?
Thế bạn phải dùng máy tính vào đây ấn bật nút xóa tài khoản, sau đấy nhập mail của bạn là ok, hiện tại tài khoản là mình đang xài, mình không cần xóa, cho nên mình không làm thao tác này ha. Thường xóa đây thì nó mất khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là xong nhé. Đó là xóa tài khoản này. Còn để hướng dẫn các bạn về trading mà này kia thì nó quá đơn giản, mình chỉ các bạn luôn ha. Mục mua bán, nếu như mà để nạp tiền vào thì nãy mình chỉ được ha, vào ví này, vào spot này, chọn cái ví nạp, ví dụ như các bạn nạp vào bằng USDT ha, đây thì các bạn bấm chữ nạp này, sẽ các bạn sẽ lấy cái ví TRC20 nhé. Các bạn ưu tiên nên dùng ví TRC20 và BEP20 thì chi phí nó sẽ rẻ nhất nha. Cái này thì mất khoảng tầm $1, cái này gần $1 ha. Ok, đó là vấn đề về nạp rút ha. Còn bây giờ mình chỉ các bạn phần giao dịch này, bao bản với giao dịch thì ở đây cho chỉ mình chỉ cho luôn là các phần chữ đơn giản nâng cao ở đây chính là vấn đề về support. Còn cái chữ ký quý này đây chính là vấn đề margin. Còn chiều phái sinh này là hợp đồng USDT M này là dùng đô để ký quý để đánh future. Còn dùng M này, coin M này chính là dùng coin để ký quý đánh future ha. Thì mình sẽ chỉ từng bước một, đây là cái vấn đề về đơn giản này là support ha. Thì giao dịch khá đơn giản đây. Các bạn sẽ chọn cái giá mà các bạn muốn mua này, đây là giới hạn này, đây là limit ha. Các bạn chọn giá muốn mua, sau nhập khối lượng, ấn ok là được. Ví dụ nhá, mình sẽ mua là mình muốn mua cái giá là 7.200, 47.200 ha. Mình muốn kéo đây một nửa chừng này đó, hoặc là mình có thể chỉnh con số đây cũng được ha, hoặc là chỉnh đây cũng được, mình muốn chỉnh bao nhiêu chỗ nào cũng được hết ha. Đấy, ấn nút mua đó thì nó sẽ có cái lệnh đây, và nếu mình không thích thì mình có thể xóa đi đó. Sell tương tự nhá, sell tương tự, nhập cái giá muốn bán chẳng hạn như là 49.000 ha, thì nhập cái muốn bán nó ở đây đó, thì ấn bán đó, nhưng mà không thích thì mình có thể hủy nó đi đó. Đó là vấn đề về mua bán giới hạn, mua bán bình thường thôi. Còn vấn đề về chỗ thị trường này, chỗ này là mua bán theo giá của thị trường, nhưng mà không quan tâm về giá, chỉ cần mua đủ khối lượng hoặc là bán đủ khối lượng mà thôi. Cho nên hai cái phần về thị trường này các bạn khuyên các bạn không nên xài nhá. Còn cái stop limit này thì đây là chính là cái phần khá là quan trọng, mà cần để ý cái stop này là chính là cái chuông báo thức, và cái giới hạn này là giống như y chang cái limit hồi nãy thôi. Mình sẽ ví dụ nhá, mình sẽ chọn là cái giá là 47 đây, mình dán vào. Nếu như mình đang dám chọn là 46.000, nếu như giá Bitcoin rớt về 46.000 thì nó xuất hiện một cái lệnh của mình là mua ở giá 46.100 đó, thì mình sẽ mua với khối lượng là $2.000 đi, ấn ok. Thế đây nó sẽ xuất hiện một cái lệnh là nếu như giá Bitcoin tụt về 46.000 thì nó sẽ xuất hiện một cái lệnh là mua từng lấy Bitcoin này với cái giá 46.100 đó, mình xác nhận ok. Nếu mình không thích thì mình vẫn có thể hủy nó đi, không mất gì cả. Bán cũng tương tự như vậy nhá, bán tương tự như vậy hết nhá. Nếu cái giá này này, cái giá này này mà nó chỉ cần chạm stop này, nó xuất hiện cái lệnh này, bán luôn tương tự y chang ha. Bên cạnh đấy thì đấy là phần support nhá. Còn ở chữ cross margin và insulate margin này, nó là tương tự về phần margin, các bạn cần phải chuyển tiền vào vay nợ và giao dịch ha. Về phần này thì mình sẽ hướng dẫn như sau. Một số đồng coin thì khi các bạn vào giao dịch thì mình sẽ chỉ các bạn ha. Đây nó những đồng coin mà có chữ 5x, 10x, 3x này, này là những cái đồng coin được hỗ trợ về margin. Còn những đồng coin mà không có cái phần ở sau này thì đều là không hỗ trợ về margin ha. Mình sẽ ví dụ như con AVE này là có hỗ trợ về margin. Đây, thì chúng ta sẽ chơi như sau. Chúng ta sẽ cần mua ở support, xong rồi chúng ta sẽ chuyển tiền vào này. Ấn nút này ha. Đây là, đây, có chữ chuyển này. Chúng ta sẽ chuyển từ cái bên support sang bên margin. Chuyển toàn bộ cái số coin mình có, ấn xác nhận là ok ha. Sau đây các bạn muốn chuyển vào rồi, các bạn muốn vay tiền để chơi tiếp, thì các bạn có thể vay. Các bạn có thể chọn này, vay này, vay cái đồng này hoặc là vay đồng khác. Đây, thì mình để mô tả cái này dễ hơn thì mình sẽ mở ở chỗ này cho dễ nhìn nhé. Ở cái ví margin này đây, chúng ta xuất hiện ở hai phần, đây là ví margin, đây thì sẽ là có cross và insulate. Cross đây thì có nghĩa là các bạn ở trong danh sách đang hiển thị đây này, nếu các bạn gửi tất cả các đồng coin này vào, đồng nào cũng được hết, thì nó sẽ đều cho các bạn có thể có quyền vay bất cứ con tài sản khác. Nếu các bạn gửi toàn bộ vào đây, muốn vay bit thì bấm vào chữ đây, vay trả bit đây, muốn vay ETH bấm vào đây. Có nghĩa là gửi con gì vào đây cũng được, mà có thể vay bất cứ con gì ở trong hệ thống này cũng được hết. Đấy chính là cái cross. Insulate thì khác nha. Insulate có nghĩa là các bạn gửi con gì vào thì chỉ vay được con đấy thôi. Ha.
bên này là gửi con gì vào thì chỉ vay con đấy mà thôi, thì insulate nó chỉ khác nhau chỗ đấy thôi. Growth là gửi con gì vào cũng được và vay con gì cũng được, mà insulate bên này thì gửi con nào vay con đấy ha, có thể vay đô hoặc là vay neo nếu như bạn gửi neo vào hoặc là gửi đô vào đó. Còn future phái sinh thì đây là sử dụng đô để đánh future và sử dụng coin để ký quỹ để đánh future, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng đô để đánh future nó sẽ an toàn hơn đó. Các bạn có thể vào đây một cái mũi tên chỗ này này để chuyển, để chuyển từ support sang chuyển đô vào ha, chuyển đô vào đấy là chuyển đô vào sang xong rồi này, sau đấy là chúng ta sẽ mua bán bình thường như hồi nãy đó. Còn không thích thì chuyển ra đây, chuyển ra ha, bấm vào nút này để thay đổi nhá. Đây, chuyển ra đó, đơn giản là như vậy. Thì đây là những thao tác cơ bản nhất ở trong cái Binance. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn mà sâu hơn, có thắc mắc gì thì các bạn cứ cứ đặt câu hỏi ở dưới video này, mình sẽ dành thời gian để mình trả lời câu hỏi các bạn ha. Đây là những cái thao tác cơ bản nhất mà để giúp các bạn giao dịch mua bán ở trên Binance. Cảm ơn các bạn, tên mình là Hoàng Thiện đến từ Choco Việt Nam. Hy vọng video này có ích cho các bạn. Nhớ bấm like, subscribe nếu các bạn cảm thấy có ích nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.